thì tôi chia sẻ là tôi không có giật mình vì cái dịch Covid-19. Nếu không may nó đến nhà tôi cũng phải chịu. Bởi vì trời chính là cơ hội, chúng ta hay gọi là thiên thời. Địa chính là nguồn lực và người chính là nhân lực. Nhưng hiện nay con người ở trên trái đất đông quá và bắt đầu họ sử dụng nguồn lực của trái đất, nhân lực sử dụng nguồn lực của trái đất và phá vỡ toàn bộ bầu trời, khiến cho những cái sinh vật nó sống trong cùng trái đất với hệ sinh thái của chúng ta, thì chúng ta mới thấy là con người của chúng ta đang lấn chiếm hệ sinh thái và trở thành kẻ bá chủ cái hệ sinh thái và phá chính cái hệ sinh thái này. Thầy ơi, cho em hỏi, những người làm nghề sát sinh, chính vì những người này mà chúng ta có thịt để ăn, vì đa số xã hội không phải sư, vậy sao họ lại chịu quả báo? Mà cứ bị quả báo thì ai còn dám làm nghề sát sinh? Mà không làm nghề đó thì thầy cho mình lấy thịt đâu mà ăn? Vâng, tôi trả lời bạn nó hơi vĩ mô một chút. Tôi muốn đưa từ vĩ mô xong về vi mô. Trong cuộc sống lúc nào cũng có ba chân. Cái chân của vũ trụ là thiên, địa và nhân. Trời, người và đất. Đấy, thiên nhân địa. Mà chúng ta hay đọc là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đấy. Trong một con người thì là thân tâm tuệ, tức là vũ trụ thu nhỏ. Trong doanh nghiệp thì khi làm một việc bao gồm cũng ba biến: mục tiêu, chi phí và thời gian. Mục tiêu, chi phí và thời gian, tức là cái kết quả đấy, đạt được cái đó trong bao lâu và mất thời gian bao nhiêu. Thì người Việt Nam thì học chuyên môn đâu có nghĩ chuyện là làm cái kết quả đấy thôi, chứ không nghĩ là trong bao lâu và mất bao tiền. Tức người Việt Nam mất hẳn cái biến tiền và cái biến tiến độ thời gian ấy. Và có chăng quan tâm thêm cái biến tiến độ chứ còn không có quan tâm đến biến tiền. Đấy là cái ba chân. Đối với lại số cũng vậy, âm, dương và trung tính. Các anh chị nhìn thấy tất cả nó đều là ba chân. Vậy thì đứng về mặt vũ trụ thì tôi chia sẻ là tôi không có giật mình vì cái dịch Covid-19. Nếu không may nó đến nhà tôi cũng phải chịu. Bởi vì trời chính là cơ hội, chúng ta hay gọi là thiên thời. Địa chính là nguồn lực và người chính là nhân lực. Nhưng hiện nay con người ở trên trái đất đông quá và bắt đầu họ sử dụng nguồn lực của trái đất, nhân lực sử dụng nguồn lực của trái đất và phá vỡ toàn bộ bầu trời, khiến cho những cái sinh vật nó sống trong cùng trái đất với hệ sinh thái của chúng ta, thì chúng ta mới thấy là con người của chúng ta đang lấn chiếm hệ sinh thái và trở thành kẻ bá chủ cái hệ sinh thái và phá chính cái hệ sinh thái này. Nó mất cân bằng. Có phải là con vật ở dưới tận biển sâu chúng ta cũng lôi lên ăn? Ăn thậm chí còn gặm cả lông cơ. Thú ở càng rừng sâu thì ăn cái đấy mới càng cảm thấy sang chảnh. Rượu cách đây 5-10 năm toàn ngâm động vật, ngâm cả lông. Mà không những lấy lông của nó ngâm, còn lấy riêng chim của nó ngâm nữa. Để các anh chị thấy con người mình nó khủng khiếp thế nào. Đấy, ví dụ rơi là một cái chuyện, mà ăn rơi, mà lẩu rơi, rồi là rán rơi để nguyên lông để các cụ ấy ăn ở Trung Quốc ấy, Vũ Hán ấy. Thì các anh chị mới thấy là con người nó tàn phá một cái hệ sinh thái mà nó đông quá. Thế thì đây là hiện tại. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại quá khứ một chút. Nào, nếu cách đây độ khoảng 1.000 năm đi, các cụ có nuôi cái gì đâu? Các cụ có trồng cây gì đâu?
trồng rất sơ khai. Các cụ có phải phân hóa học đâu. Các cụ có dùng chất kích thích để nó lớn đâu. Nhưng mà có ai chết đói đâu. Họ vẫn đủ ăn. Có điều họ không sở hữu. Cây, quả vẫn để ở trong vườn. Họ không sở hữu. Họ không tham lam để sở hữu. Họ chỉ lấy họ đủ ăn mà thôi. Cái phần còn lại của những người khác vẫn có để mà ăn. Và cái hệ sinh thái nó rất là tuyệt vời, tươi tốt. Và đến ngày nay người ta vẫn đang tìm thấy một cái bộ lạc ở Ấn Độ, mà người gần như một cái đất nước thu nhỏ. Họ ăn chay toàn bộ. Họ ăn tất cả những cái nông nghiệp họ trồng ra. Và họ sống một môi trường rất sạch. Họ chia sẻ với nhau mọi thứ. Thì người đấy là không có bệnh ung thư. Người gọi là chết yểu nhất là hàng trăm tuổi. Họ rất là khỏe. Không bệnh tật gì. Đấy. Không ung thư mà sống giữa cái trời đất này nhé. Thì mới nói rằng là nếu như con người vừa đủ và biết đủ và giảm tính sở hữu, thì có khi họ lại không phải chống chọi với những cái thứ mà chính họ tạo ra. Vậy thì quay trở lại là cái việc giết thịt cũng vậy. Giả sử bác mà không giết lợn, không giết nhiều, thì đâu có người ăn. Họ cũng ăn ít mà. Thì đâu có người nuôi xong để giết. Thì số lượng trang trại nuôi lợn xong nuôi xong để giết nó ít đi. Thế rồi chất kích thích nó cũng ít đi. Thế là cuộc sống nó sạch hơn. Và rất nhiều người ăn chay họ có chết đâu. Thế thì chúng ta không phàn nàn rằng là nên ăn ít thịt, nên không ăn thịt. Nhưng ai cũng có nhu cầu, nhưng mà chỉ có điều họ ăn gì, ăn vừa phải. Có phải cách đây độ khoảng ngay cái thời chúng tôi, cách đây độ khoảng mấy chục năm, một tháng mà chỉ cần chắc là được khoảng lạng thịt là hạnh phúc lắm rồi. Thế mà thông minh phết thì chứ có đến nỗi ngu đâu. Thế còn bây giờ là có những bạn trẻ một ngày không được lạng thịt là người nó vô cùng khó chịu, cảm thấy thiếu dinh dưỡng. Đấy, để các anh chị thấy là con người cái nhu cầu ăn thịt của nhau nó lớn quá. Tôi chỉ nói vậy thôi, để bạn ngẫm là sát sinh hay không sát sinh thì tùy. Chứ còn tôi cũng không phân biệt, không đúng không sai. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Và ai làm cái gì thì nghiệp của người đó mà, mình tránh làm sao được. Mình cũng không bảo là họ nghiệp lực tốt hay không tốt. Mình cũng không nói rằng nghiệp lực của mình tốt hay không tốt. Biết đâu là mình không sát sinh nhưng mình làm cái việc khác nó còn ác hơn sát sinh thì sao. Thế nó không có đúng không có sai. Nó do cái tuệ nhãn của mỗi người để nhận thức, để lựa chọn sao cho nó phù hợp thôi. Thế thì nguyên tắc là nhân quả. Cứ ai gieo quả nào thì nhân nào thì gặt quả đấy thôi, không tránh được. Và mọi người tự mình có sự lựa chọn để phân tích thôi. Đấy. Nhưng ngược lại, tôi cũng có một cái học trò, họ bán quán ăn, bán quán phở bò buổi sáng. Anh ta mới hỏi tôi thế này: thầy ơi, từ ngày học về thầy về là em rất là suy nghĩ. Em có ý định là bỏ cái nghề phở này vì em thấy là toàn bán thịt cho người ta thì em thấy nó rất là ác. Tôi bảo cậu ấy không được. Vì sao? Nếu em không bán phở bò thì ngày mai có người bán không? Vẫn có người bán. Như vậy bản chất là em không làm giảm được cái việc ác đi. Vậy thì bây giờ em vẫn bán, nhưng mà thay vì trong bát phở của em là một lạng thịt bò thì em bỏ vào một nửa lạng thôi. Và em chế biến thật ngon, thật ngon. Và chỉ nửa lạng thịt bò thôi. Và cũng chia sẻ với khách về cái triết lý đấy của em. Thì vô tình khách hàng bình thường họ ăn một lạng thịt bò chẳng hạn, bây giờ ăn nửa lạng. Thì như vậy là em đang biến những người ác thành gì? Đỡ ác. Mà đang biến những người ác thành đỡ ác thì đã là thiện rồi. Đã là thiện rồi. Thì trong đạo Phật với có bốn cái tầng bậc là ly dục, ly tức là trốn ấy, tránh nó đi. Hai là gì ạ? Ly ác pháp là những việc ác mình cũng tránh đi. Nhưng mà cái phần thứ ba là sinh thiện, tức là bạn làm cho mọi người đỡ ác hơn thì chính là thiện rồi. Và tăng trưởng thiện, và dần dần giáo dục toàn dân ăn ít thịt đi.
và trong bữa sáng, buổi ăn phở buổi sáng là nhiều rau lên, thì như vậy bạn tăng trưởng thiện rồi. Thay vì trước đây giết 100 con bò một buổi sáng thì bây giờ là có 50 con bị chết thôi, thì như vậy bạn đã cứu mạng được 50 con rồi, tốt rồi. Đấy, chứ không phải bỏ nó đã tốt nhau, buông bỏ nó đấy có khi lại là ác. Cho nên trong đạo Phật là trí tuệ lắm, nó không hề đơn giản là cái câu chuyện bạn trốn chạy có nghĩa là bạn đã là người tốt đâu. Rồi ạ, chúc bạn hiểu rõ câu chuyện này hơn để ứng dụng vào cuộc sống, để thanh thản, để tránh tình trạng là có khi mình đang làm thiện thì mình lại tưởng mình làm ác. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Tập đoàn Siêu Việt Nam triển khai dự án bố trí việc làm cho 200 sinh viên ngành kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Business True, chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn được xây dựng trên 4 mảnh ghép nền tảng: lộ trình, chuyên môn, kỹ năng, con người. Về mặt lộ trình, được đào tạo từ chuyên viên kinh doanh đến cấp trưởng phòng kinh doanh và đến cấp giám đốc điều hành. Về mặt chuyên môn, được huấn luyện để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Về mặt kỹ năng, trang bị đầy đủ kỹ năng sống để hòa nhập trong doanh nghiệp. Về mặt con người, rèn luyện thói quen kỷ luật, tinh thần tốt để có một năng lượng tích cực nhất. Mục tiêu chương trình, Business True cung cấp và trang bị cho học viên các kỹ năng làm việc đúng với yêu cầu của doanh nghiệp trong thực tế về năng lực, trải nghiệm, kiến thức thực tiễn để sinh viên làm việc đúng với chuyên ngành. Cụ thể, lộ trình huấn luyện của học viên bao gồm các gói đào tạo sau. Gói 1, rèn luyện theo mô hình quân đội trong suốt 6 tháng. Học viên sẽ được ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung trong 6 tháng xuyên suốt tại tòa nhà do Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam quản lý. Mọi hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao do Trường Doanh nhân sắp xếp và quản lý nhằm mục tiêu rèn luyện trong khuôn khổ nghiêm túc từng ngày, giúp học viên có được thói quen kỷ luật khi làm việc tại doanh nghiệp. Gói 2, huấn luyện kinh doanh thực tiễn. 100% các học viên sẽ được huấn luyện bởi những người đang kinh doanh thực tế, được học và trải nghiệm kinh doanh cùng doanh nhân trong 240 giờ trên giảng đường và tại doanh nghiệp, giúp học viên có góc nhìn tổng thể về nghề kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, hiểu rõ nghiệp vụ, thành thạo các kỹ năng chuyên sâu của người đi làm. Chương trình huấn luyện được xây dựng và tổ chức bởi ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Siêu Việt Nam. Gói 3, huấn luyện để hội nhập doanh nghiệp. Học viên có 600 giờ được học các kỹ năng. Hàng tuần các học viên sẽ được rèn luyện thói quen đọc sách, rèn luyện khả năng thuyết trình trước đám đông, tự tin thuyết trình, phát biểu trước doanh nghiệp. Học viên được trang bị đầy đủ các công cụ, kỹ năng để sống hòa nhập trong doanh nghiệp và cuộc sống thông qua kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, chơi nhạc cụ, trải nghiệm làm leader quản lý đội nhóm, được ăn và hiểu văn hóa ẩm thực Âu, Á. Gói 4, bố trí việc làm. Các học viên sẽ được bố trí việc làm sau 6 tháng huấn luyện với mức lương 5 triệu đồng trở lên, làm việc tại các công ty, tập đoàn mà chủ doanh nghiệp là các đối tác của Tập đoàn Siêu Việt Nam. Có cơ hội nhận được học bổng là khóa học trợ lý tổng giám đốc nếu đạt được kết quả tốt trong quá trình học tập theo quy định của Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam. Ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Siêu Việt Nam là người đã tư vấn và hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Eurowindow, Tú Ác Wedding, TH True Meal, chuỗi cửa hàng thời trang 7AM, Bát Tràng Family, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Người đã tọa đàm cùng hàng nghìn sinh viên các trường đại học, cao đẳng, nên ông hiểu rõ doanh nghiệp cần những yếu tố gì ở một người đi làm và sinh viên cần trang bị những gì để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Hiểu rõ được vấn đề này, ông đã xây dựng chương trình Business True nhằm tạo ra cầu nối đưa nguồn nhân lực trẻ chất lượng đến với doanh nghiệp. Đối tượng tham gia: dành cho sinh viên năm cuối đang học đại học, cao đẳng, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người đi làm được 1 năm hoặc trên 1 năm. Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam bắt đầu triển khai dự án từ ngày 30 tháng 3 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2019. Để tìm hiểu mọi thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký tư vấn, xin vui lòng truy cập website truongdoanhnhansieuvietnam.edu.vn, hotline tư vấn trực tiếp 0986776622 hoặc 1800 2002. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0986776622.